Mình giới thiệu với cả nhà đây là cái chậu tháp trồng rau thông minh nhá. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lắp và cũng giống như là giới thiệu công năng cho các bạn xem nhá. Đầu tiên cái chậu thì nó sẽ có cái đế này này. Mình đặt cái đế này xuống đất. Sau đó là dùng một cái chậu mình đặt lên. Và ở đây là nó có hai màu. Một là màu xanh và hai là màu trắng. Thì mình thích màu gì thì mình dùng màu đó để cho nó phong thủy. Còn ở đây các bạn xem ở đây là mình để so le này. Ví dụ một màu xanh hoặc là một màu trắng cũng được. Như mình đây thì mình thích mà cả hai màu, màu xanh và màu trắng, nó lẫn lộn nhau thì cho nó đẹp. Thì chúng ta có thể là trồng hoa hoặc là trồng rau ở trên này. Sau khi bỏ cái này vào thì chúng ta sẽ có một cái này là một cái giá nhựa. Cái giá nhựa này dùng để làm gì? Dùng để ngăn cách đất ở đây các bạn này. Mình bỏ vào đây thì ở phía bên trong này nó có mấy cái này này là để cho nước nó đọng lại. Nó đọng lại mà khi mình bỏ cái này vào ấy thì đất nó sẽ vào ở phía dưới này. Thì mình tưới nước thì nước nó sẽ nằm ở phía trong và nó sẽ giữ cho cái chậu này luôn luôn là có độ ẩm. Thế là người ta gọi là chậu trồng rau thông minh là như vậy. Có nghĩa là bên trong này là nước vào đây đây là nó không thoát ra được. Nên là mình dùng cái nhựa này để chắn cho nước nó không thoát hết, nó vẫn còn ở trong này. Đấy, và tiếp theo là mình trồng lên thôi. Các bạn có thể trồng màu trắng lên hoặc là trồng màu xanh lên thì tùy theo sở thích của từng người. Mình bỏ vào nhá. Mình bỏ vào thì mình kéo ra một chút để cho nó khớp. Nó khớp ở đây. Đấy. Là khi mình bỏ vào như thế này thì mình cứ bỏ cái nhựa này vào. Bỏ cái nhựa này vào. Đấy, và bỏ đất lên. Và bỏ đất lên. Bỏ đất lên xong mình lại trồng cái khác lên. Đấy, mình tiếp tục là cho một cái trắng vào này. Đấy, cho một cái trắng vào. Ở đây, ở phía dưới này nó có cái gờ đây các bạn này. Cái gờ để cho nó khớp vào đây. Đây, mình bỏ vào gờ khớp này. Ví dụ mình cũng thấy khớp là mình dùng tay mình kéo ra một chút. Kéo ra một chút thế này mình lắp vào. Ok. Như vậy. Bây giờ mình bỏ cái nhựa vào. Sau đó bỏ đất vào. Các bạn thích mấy tầng cũng được. Như ở đây là 5 tầng này. Như bên này là 5 tầng này. Các bạn thấy chưa? Kéo ra một chút để cho các bạn xem này. 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn có thể sử dụng 5 tầng. Hoặc là các bạn thích 7 tầng. 7 tầng thì các bạn trồng thêm. 7 tầng thì nó cao tầng này. Càng lên cao thì nó càng đẹp. Các bạn thích 10 tầng cũng được. Nhưng mà các bạn phải có vị trí bằng phẳng. Không nhấp nhô là nó đổ các bạn nhá. Mình phải làm bằng phẳng. Làm cái chân ở dưới này cho nó chắc. Là mình sẽ đan được một cái trụ rất là đẹp. Đấy, mình cái này là mình nối sơ qua đấy, mình chưa khớp. Thì nếu mà khi mà trồng ấy, bỏ đất vào ấy thì nó sẽ giữ nó chắc hơn. Đấy, mình review, mình giới thiệu cho các bạn xem về cái chậu cảnh thông minh đấy. Đấy, cái này thì trồng hoa nè. Trồng hoa là trồng rau vào đây nó sẽ rất là đẹp. Mình sẽ làm một bên là trồng hoa, một bên trồng rau để review lại cho các bạn xem nhé.